Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với buổi series về Q&A. Và đây là số thứ 7 rồi đấy. Rất là nhiều câu hỏi đã được gửi đến và chúng mình về tổng hợp phải gọi là một lít Q&A 8, 9, 10 rồi. Nhưng mà cứ phải lên từ từ để giải đáp thắc mắc cho mọi người nhá. Không, nó bị dài quá đấy anh em ạ. Đó, thế thì hôm nay chúng mình sẽ lại vẫn là cái chương trình này, vẫn là để trả lời những câu hỏi của anh em một cách kỹ càng hơn, một cách rõ ràng hơn, một cách chuẩn mực hơn, để giúp anh em có thể gọi là nhỡ đâu là anh em đang có những câu hỏi này, những hoài nghi này, những thắc mắc về bộ máy của mình, về những thứ trên đời, về những gọi là điều lạ kỳ trong cuộc sống của PC, thì đây là cái chương trình để giải thích, giải đáp những cái vấn đề đó. Okay. Và hãy cùng bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên được không ạ? Câu hỏi đầu tiên rất là dài luôn, đến từ Vũ Phạm. Đấy, đó là bạn ấy hỏi là bạn ấy có mua một bộ PC ở Hacom với cái cấu hình như này, đó là 12600K này, Z690 Aorus Elite này với cả 2060. Với nhu cầu của bạn ấy là làm animation 2D này với cả chơi game Dota. Vậy thì bạn ấy hỏi là cái tản Noctua U12S Chroma Black. Chroma Black. Đây là của Noctua. Thì bạn ấy gắn thêm một fan Noctua NF F12 nữa trên tháp tản thì có thể tản nhiệt tốt hơn cho bộ này không? Và trong tương lai nếu như mà bạn ấy muốn nâng cấp lên con i7-12700K thì còn có thể đáp ứng được không? Có nghĩa là một câu hỏi rất là dài. Nghĩa là bạn đấy, bạn trình bày đầy đủ là cấu hình như này, như nọ như kia này. Bây giờ lắp con tản F12 này là có ổn thêm trên tháp thì có ổn không? Tội bạn không bảo là đang dùng vỏ cây gì. Thì coi như là bây giờ chúng mình sẽ không nói gì về vỏ cây nhá. Mà mình chỉ xét riêng một cái tản nhiệt không thôi. Thì với chiếc tản nhiệt U12S này của Noctua ấy, thì có thể cân tốt được chiếc CPU i5-12700K của bạn. Nhưng mà nếu mà sau mà bạn lên khoảng tầm 12700K ấy, thì cái chiếc U12S Chroma Black ấy, thì nó có thể cân được tốt chiếc 12600K của bạn. Nhưng mà nếu mà sau ấy, bạn muốn nâng cấp lên 12700K thì theo như những cái trải nghiệm cá nhân của mình ấy, em đã từng gọi là lắp một cái cấu hình này rồi. Và bạn ấy cũng đã dùng rồi. Thì cái mức nhiệt độ khi mà stress test, tức là sử dụng Cinnabon ấy, là khoảng tầm là 87 độ chứ đấy. 78 độ là vẫn ổn mà. 78 độ là tốt, nhưng mà 87 độ thì hơi nóng một chút, nhưng mà vẫn ở trong cái mức spec, mức cấu hình của Intel, mức cho phép của Intel. Còn nếu mà bạn thêm một chiếc tản chiếc quạt F12 nữa của Noctua ấy, thì thực ra thì thêm một cái quạt nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đâu, nó chỉ giảm được 1-2 độ thôi anh em ạ. Đấy, chỉ thế thôi. Thế thì nếu mà bạn muốn nâng cấp lên con 12700 thì cái giải pháp tốt hơn ấy, cái này coi như là giải pháp tạm thời thôi nhỉ. Còn cái giải pháp tốt hơn vẫn là bạn nên nâng cấp về tản nhiệt. Tản nhiệt lên cao hơn một chút nữa. Đấy, Hoàng Huy comment cho bạn lấy một con tản nhiệt đấy phù hợp với 12700K với 2060 là vẫn là thích. Nhưng mà nâng chip thì cần gì cho nâng cả. Nâng chip thì không, vấn đề là người ta làm về đồ họa, animation, người ta cần một cái chip mạnh hơn. Chơi game thì cũng chơi xong nhẹ thôi. Sau nếu bạn muốn dùng cái i9 nữa thì mình khuyên là NHD 15 anh nhá. NHD 15 của Noctua luôn. Đấy, cho nó độc bộ. Đúng rồi đấy. Ok, thế thì chốt câu hỏi này là như vậy nha. Rồi đến với câu thứ hai. Ôi, bạn này tên hay lắm mọi người ạ. Moon King Kong. Bạn ấy hỏi là Hacom ơi, cho mình hỏi là main hỗ trợ Wi-Fi 6 có sử dụng được Wi-Fi 5 không? Thì theo như chị biết thì đa số nó đều có cái sự tương thích ngược. Vâng, đúng kể rồi. Kể cả không, PCIe hay cái gì đấy thì nó PCIe còn tùy. PCIe cũng có tương thích ngược nha. Có tương thích ngược nhưng không phải là tất cả, nhưng mà đa số thì đúng không? Có PCIe thể là tương thích ngược, còn PCIe sẽ không tương thích với cả PCI. Đấy. Có nghĩa là ví dụ như là cái cổng cao nhất là 4.0 thì vẫn tương bây thích vẫn cắm được với cả 1.0 vẫn được. 2.0, 1.0 thì cái Wi-Fi này nó cũng tương tự như vậy, hầu hết nó đều có tương thích ngược hết. Ví dụ như là Wi-Fi 6 bây giờ đang 6 và 6E thì giờ đang là kiểu cao Wi-Fi tốc độ nhanh nhất đúng không? Ở cao nhất thì nó vẫn tương thích được với những cái băng tần Wi-Fi 5, vẫn bắt được sóng 4, vẫn đáp được các thứ kiểu. Nói chung là các bạn cứ yên tâm. Nếu mà máy của bạn mà thấp hơn cơ thì sẽ không bắt được sóng cao hơn, cái đấy là điều hiển nhiên rồi. Còn đấy, kiểu thừa thì sẽ thừa thì kiểu gì tải hay là thừa thì vẫn lấp hết được cái chỗ thiếu ấy. Được rồi đấy. Tạ ví dụ nó không liên quan lắm nhưng lại là được nhá. Ok, câu hỏi này nghĩa là được. Băng thông nó to hơn so với cả băng thông của loại cũ nên là vẫn có thể cân được. Đấy, đấy là điều mà chị Phương muốn giải thích, mà chỉ là chị Phương chưa tìm được từ tiếng Việt để mô tả thôi. Chắc là bình thường cứ chê Hoàng lấy ví dụ tiếng Việt chứ là nghiệp quật. Câu hỏi thứ ba, Hoàng hỏi đi, đặt câu hỏi đi. Bạn có bạn Hùng Nguyễn. Đây là trong một cái video Q&A trước của mình. Đấy, thì bạn ấy bảo là tại sao lại i3-12100 mà nguồn F với cả 2060 nguồn 650 lại tều. Cái mình không bảo là cái nguồn 650 là tều, mà cái nguồn mà bạn đang lựa chọn ở đấy là một cái nguồn tều. Nếu mà sau này bạn muốn nâng cấp lên một cái con cảm hình cao cấp hơn, vì mình nhớ trong cái đấy video đấy là đây là chiếc nguồn Infinity cái gì ấy, nói chung là em nghĩa là cái hãng nó không được
Nói chung là cái hãng không được nổi tiếng lắm. Nó là hãng của Việt Nam. Cái hãng của Việt Nam đấy, nhưng mà không phải là không uy tín mà là đã có những bài test rồi và nó không phù hợp với cả những chiếc cạc cao hơn so với tầm khoảng tầm 200W đấy. Thì nó chỉ khoảng tầm 3060 Ti trở lên là bắt đầu hơi tều so với cả cái cạc đấy rồi đấy, chỉ hợp với từ 3060 trở xuống thôi. Thế nên là nếu mà sau này bạn muốn nâng cấp thì đấy sẽ là một cái nguồn nó không được VIP rồi cho lắm. Xin bạn đây là 2060 hay là biết nhầm đấy? 2060. Đấy, mình chỉ đang bảo là cái nguồn đấy, cái nguồn chất lượng nguồn đấy, nếu mà bạn sau này bạn muốn nâng cấp lên thì nó chưa được tốt như thế thôi đấy. Còn không, nếu bạn vẫn giữ cấu hình như thế vẫn ổn mà, không vấn đề gì cả. Có nghĩa bây giờ thì dùng vẫn ổn, nhưng mà Hoàng kiểu nó tính về lâu về dài. Thường thì nguồn lúc nào mình cũng nên mua thừa một xíu, giống như kiểu video tư vấn nguồn ấy mà mình đã recommend cho mọi người ấy, thì là nên mua thừa ra một xíu, bởi vì là nguồn thì không cần phải nâng cấp quá nhiều, nhưng mà các linh kiện trong bộ máy thì mình sẽ có thể nâng cấp theo từng năm, có thể là kiểu cái phát triển công nghệ, đúng không? Nguồn nó dựa vào trong kiểu cái gọi là đồ của trong máy tính ấy, nó khác. CPU là ok, CPU sống rất lâu rồi, nhưng nguồn cũng sống rất lâu nếu mà bạn mua một cái nguồn tốt đấy. Bảo hành 10 năm mà. Thế tại vì là em có một cái nguồn này, Acebel dùng 10 năm rồi vẫn không vấn đề gì cả đấy, chạy qua bao nhiêu bộ máy em cắm như để test ở nhà rồi là không vấn đề gì hết. Thì đấy, lúc đầu mình đầu tư nhiều một xíu và mình sẽ có một quãng thời gian sử dụng dài, lâu dài hơn, bởi vì nó vẫn có thể dùng được nhiều năm. Thế thì mình cứ mua đồ kiểu cao hẳn lên, to hẳn lên để mình khi mà mình nâng cấp mình không gặp khó khăn đấy. Ý Hoàng là thế thôi chứ nó vẫn ổn nha bạn nha. Ok, cảm ơn bạn câu hỏi của bạn Hùng Nguyễn. Rồi, chúng ta phải cần có cái sự gọi là tranh luận phản biện các thứ để chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề, đúng không? Đấy, để các bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về cách chọn nguồn. Chứ không phải là cứ 650 là tốt, không phải cứ là 500, 400, 350 là tệ đâu anh em ạ. Phải nghĩ như thế anh em nhé. Nó phải phù hợp với bộ máy và về cái gọi là tương lai dài. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo là bạn Tui Tập Vẽ. Câu hỏi số 4 của chúng ta đó là cho em hỏi keo tản nhiệt gốc của GPU dùng loại gì vậy ạ? Và keo của CPU có cho GPU được không? Có dùng cho GPU được không? GPU bình thường chị cũng chưa bao giờ dùng keo với GPU nên chị không biết, chị chỉ dùng keo với CPU thôi. Thì tại vì ấy, bây giờ ấy cái keo tản nhiệt ấy có rất là nhiều các hợp chất khác nhau, tức là nó được ở trong cái đấy nó có chất gì thì tất cả đa số em nghĩ khoảng tầm 80-90% là sử dụng là silicone. Đấy. Cái gì? Tức là silicone. Silicone trong cái keo tản nhiệt là silicone. Ui trời ơi, độ cái gì? Cái silicone để nó gọi là cái độ kiểu truyền nhiệt nó tốt ấy. Đấy, xong rồi sẽ còn có ở trong keo có kim cương này, ở trong keo có sắt này, keo lại sắt này, keo kim cương này, rất là nhiều các loại keo khác nhau. Thế nhưng mà đa số các tản nhiệt bây giờ đều sử dụng đó chính là keo loại silicone anh em ạ. Đấy, chị hiểu không? Tại vì có nhiều loại lắm. Silicone là giống như miếng độn ngực á. Tất nhiên là từ một cái cấu trúc của silicone có thể tạo ra nhiều thứ rồi, hiểu không? Silicone đó, sao chị tưởng chị cảm giác silicone như nhựa? Không, silicone nhựa dẻo. Thì đấy, thì không thấy cái keo tản nhiệt nó dẻo đấy à? Nhựa tản nhiệt. Không, vấn đề là silicone nó có làm một cái chất có thể gọi là truyền nhiệt được, ok chưa? Đấy. Chứ không thì lúc nào silicone mà là cái đấy thì lúc nào cái này lạnh lạnh lẽo à? Đúng không? Đúng biết. Ok, rồi thế. Chưa thử không biết. Thế thì. Thế thì tóm lại là có. Không, từ từ. Ok, có cho được cho GPU không? Có, bây giờ ấy mình chưa biết có hãng cạc nào họ sử dụng đó chính là cái tản liquid metal cả, tức là cái tản gọi là kim loại lỏng ấy. Đấy, chỉ có laptop mới dùng loại này thôi. Laptop của Asus mới dùng loại này thôi. Còn đa số những chiếc cạc mình bây giờ mình chưa từng biết một cái cạc nào có sử dụng đó chính là kim loại lỏng cả, và chỉ dùng đó chính là keo tản nhiệt loại silicone thôi. Nên là bạn có thể sử dụng thoải mái nhá. Keo tản nhiệt là keo tản nhiệt, bạn có thể sử dụng với bất kỳ thứ gì cũng được. Thế ví dụ như là sử dụng với cái cạc thì mình sẽ sử dụng trường hợp gì không? Trong trường hợp ví dụ như là bạn ấy tháo cạc ra, bạn dọn dọn rửa rửa quét ấy, xong bây giờ bạn phải keo lại, tra keo lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Đã trong chốt câu kia là dùng được. Đúng rồi. Không? Rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Toàn Nguyễn. Toàn Nguyễn à? Toàn Nguyễn thì ở đây chúng ta sẽ có là cấu hình rất là dài hình luôn. Bạn giải thích rất rõ này, i5-12400F này, Asus TUF B660 này, RAM Corsair Vengeance Pro GRGB 2X4 DDR4 Bus 3200 này, cạc màn hình 3060 TUF Ti, TUF này, OC này, 8GB RAM V2 này, SSD 980, 500 PCI 3.0 NVMe, chạy nguồn bao nhiêu là tốt nhất? Mình đang chơi game và làm AutoCAD Revit. AutoCAD? Cái này là cái gì á? Nói chung là của AutoCAD, của những cái của bộ AutoCAD hết. Ok. Đấy, với cái cấu hình thực sự là hết sức đầy đủ, bao gồm cả SSD, cả RAM, cả các thứ này, thì chúng ta sẽ recommend một cái bộ nguồn như thế nào? Mình nghĩ là trong cái này thì theo như
này thì chị thấy ôn đấy. Theo như cái câu hỏi của các bạn thì có lẽ là cái video tư vấn chọn nguồn khá là hữu ích ấy. Thế chắc là mình sẽ phải gắn thêm cái link của cái video tư vấn chọn nguồn vào dưới cái mô tả của phần này để cho các bạn tham khảo cả cái phần đấy nữa sau khi mình trả lời. Ok, thì quay trở lại với câu hỏi thì bộ máy này thì nguồn nó sẽ dao động vào từ khoảng khi mà cái này chạy mapping, khi mà cái cùng nguồn cái máy chạy mapping ấy thì tốn khoảng tầm 350 tới 400, nói chung là từ 350 tới 450 watt điện đấy, thì bạn nên chọn một chiếc nguồn khoảng tầm 550 600 gì đấy, hoặc là cao hơn nữa thì gấp đôi. Còn nếu mà là tốt theo những gì mà chúng mình gọi là nói ở trong cái video tư vấn nguồn ấy, thì bạn nên chọn X2 lên để cho cái nguồn có thể đạt được mức hiệu quả tốt nhất, cao nhất. Đó chính là khoảng tầm 800 watt đấy, 800 850 watt trở lên ngon đấy. Đấy. Chạy gọi là ok la luôn và dùng được 10 năm luôn. Đúng rồi, 10 năm, 50 năm luôn. Không, 50 năm thôi quá nhau 10 năm thôi. Đấy, đấy là recommend của mình dành cho các mình hoàn thành cho các bạn nhá. Rồi, ôi nhanh quá, đến câu hỏi cuối cùng tôi không biết của ai luôn, không có tên. Câu này chắc là quên chưa ghi điền tên vào. Ok. Câu hỏi này của bạn ba chấm, tên là ba chấm. Rồi bạn ấy hỏi là overclocking GPU thì có thể làm hư hại card. Vậy thì ngược lại undervolt GPU thì có làm ảnh hưởng không? Ví dụ như là tuổi thọ của card này không xét về hiệu năng. Mong được hai com giải đáp. Chị Phương ăn overclock máy của mình và undervolt CPU của mình bao giờ chưa? Chưa. CPU hả? Vừa GPU và CPU, nói chung là cả hai thứ đều có thể overclock và undervolt thường. Overclock chị hiểu là như kiểu là tăng thêm cái hiệu năng. Ép sung và tăng thêm hiệu năng đúng không? Thế còn undervolt là giảm điện. Có ép nó về một cái mức hiệu suất thấp, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Vâng, đấy, kiểu như vậy đấy. Đấy. Thì undervolt tức là sao có nhiều cách để mod, để hack nhỉ? Anh em có thể, tức là anh em giảm mức điện của chiếc card mình xuống để có thể gọi là giảm nhiệt này, giảm quạt này, giảm hiệu năng nữa nếu mà undervolt sai. Còn với cái kinh nghiệm riêng của mình ấy thì bạn có thể undervolt mà không hề ảnh hưởng một chút nào tới cái hiệu năng làm việc của chiếc CPU hay cả màn hình gì cả. Và việc undervolt ấy thì nó sẽ nhá, giúp này, giảm nhiệt, giúp giảm quạt, tức là khi mà nhiệt ít hơn thì quạt cũng phải chạy thấp hơn đúng không? Giảm cả coil wind, tức là cái tiếng của cái card các bạn ấy, khi mà nó chạy nó không phải là tiếng của quạt nhá, mà nó tiếng là kiểu từng cái tụ điện nó zoom, đang zoom, 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 zoom. Không phải động cơ, tiếng những cái tụ điện nó đang chạy kiểu thì giống như cả động cơ rung rung, nó không rung, nó nghe khó chịu lắm, nó tiếng như kiểu con ong ấy, một con mũi ấy, nó cứ bị đứng đúng một chỗ của anh em thôi. Đấy, thế thì nó sẽ giảm những cái đấy. Và nếu mà undervolt đúng cách và undervolt không chỉnh cái lượng gọi là bao nhiêu megahertz các thứ kiểu ấy thì sẽ không hề ảnh hưởng một chút nào tới hiệu năng làm việc của anh em đâu, hay làm chơi game gì cả. Nhưng câu hỏi là có ảnh hưởng đến tuổi thọ không? Không xét hiệu năng. Không ảnh hưởng đến tuổi thọ luôn. Chị nghĩ là nếu mà nó vừa giảm, kéo dài tuổi thọ. Ở đấy đang định bảo nếu mà vừa giảm nhiệt mà vừa giảm cái quạt, có nghĩa là nó phải làm việc ít hơn này, xong rồi nó mát mẻ hơn thì đương nhiên là nó sẽ tốt cho tuổi thọ, nó sống lâu hơn. Nó giống như kiểu là ví dụ như là đang so sánh với một người bị trích Red Bull liên tục và một người không trích Red Bull, ít trích Red Bull hơn đấy. Đấy thì chắc chắn là người uống ít Red Bull hơn sẽ là người sống lâu hơn. Đó. Nhỡ Red Bull xem được video này. Bài xích Red Bull à? Đấy, nói chung là thế thì bây giờ chúng ta là người sử dụng thì chúng ta nên tìm hiểu những cái mẹo, những cái tip đấy để kiểu như là mình kéo dài tuổi thọ. Mình sử dụng một cách tiết kiệm hơn này, kéo dài hơn mà nó vẫn không ảnh hưởng hiệu năng. Nhiều lúc nhiều bạn cũng bị hơi bị phân vân một xíu là ví dụ ép như thế này rồi hay làm gì đấy, muốn tiết kiệm nhưng là sợ ảnh hưởng đến hiệu năng các thứ. Đúng rồi. Mà cái cả có ảnh hưởng đến hiệu năng thì cũng chỉ là 1-2% thôi, không nhiều, tại vì ví dụ chẳng hạn là từ 1950 mV megahertz mà giảm xuống còn có 1900 thì có khác gì đâu đúng không? Đấy. Thực ra mắt thường chắc không phân biệt điều đấy. Không phân biệt đâu, nhiều khi có 2-3 fps thôi anh em không thấy đâu, nói thật đấy. Rồi. Ok, đấy. Thế thì mọi người thế thì được, mình có thể tuần sau mình có thể tư vấn về gì? Tip này này. Các tip and trick ở trường máy tính sử dụng các linh kiện ấy vấn, thì hợp lý tư vấn hơn. Cách để undervolt cảm hình cũng được đúng không? Đấy, Hoàng vừa chia sẻ các bạn một cách cũng khá là hay là không được. Thế chị không ngồi đây được đâu, tại vì chẳng liên quan đến chị ở đây. Thế em phải hướng dẫn chị. Ok rồi, hay coi như hôm tuần sau thì mình sẽ tư vấn anh em, sẽ tư vấn anh em cách để undervolt và hướng dẫn chị Phương cách undervolt rồi. Được chưa? Ok được, chưa? Đồng ý. Có undervolt trên laptop không? Undervolt trên laptop không được. Chỉ là một chiếc cạc bình thường mới được không phải, tại vì là trên máy tính ấy nó sẽ rất là giới hạn về kiểu lượng điện này, laptop. Trên laptop ấy đa số ấy, những đặc biệt là những cái laptop dở như laptop chị ấy thì nó rất là giới hạn về kiểu tùy chỉnh các thông số các thứ linh tinh, chỉ có những cái laptop cao cấp hơn ấy thì mới có thể chỉnh được anh em ạ. Ok, đấy thì hứa hẹn là một nảy ra một ý tưởng trong video tư vấn lần sau. Và nếu như mọi người mà muốn chúng mình tư vấn về cái gì nữa kiểu sâu sâu như thế này thì mọi người cũng có thể là để lại comment ở dưới video này nhá. Đúng rồi, và đừng quên là đặt
đặt câu hỏi trực tiếp tại video này cũng như tại những video khác. Các bạn không đặt được câu hỏi trực tiếp mà chúng mình chưa trả lời ấy, thì các bạn có ví dụ có vấn đề gì về máy tính các bạn ấy, các bạn có thể gọi ngay qua bên Hacom của chúng mình, số hotline là 19903 đấy, để cho anh em có thể gọi là trả lời được câu hỏi và có thể giải đáp về cái máy tính mình một cách nhanh chóng nhất nhá. Mí đó cũng là mã wifi của Hacom. Đúng rồi. Ok. Ok, còn bây giờ thì chắc là phải tạm biệt rồi, video cũng tương đối là dài rồi đấy. Ok, rồi. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở những số tiếp theo nha. Bye bye.